Các em thân mến, trước khi bắt đầu tiết học ngày hôm nay, cô mời các em cùng theo dõi một đoạn video nhé. Các em thân mến, qua bài hát trên, cô trò chúng ta thấy được rằng trái đất là ngôi nhà chung, là hành tinh xanh, mang đến sự sống cho loài người. Vậy đã bao giờ các em đặt ra cho mình câu hỏi, con người đã cư xử đúng với trái đất hay chưa? Và mỗi người chúng ta cần làm gì để ngôi nhà ấy mãi vững bền, để hành tinh ấy xanh mãi xanh, để sự sống của nhân loại mãi trường tồn? Trả lời các câu hỏi trên, cô mời các em cùng cô tìm hiểu những thông điệp nhân văn và cách con người đối xử với trái đất được cất lên từ trái tim Rasul Gamzatov gửi gắm trong bài thơ Trái đất. Các em mở vở và ghi bài mới cho cô, tiết 119-120, văn bản Trái đất của Gamzatov. Mở đầu bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước vào nội dung đầu tiên, một La Mã đọc văn bản. Trước hết, cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về tác giả. Các em thân mến, trên màn hình chính là chân dung của nhà thơ Gamzatov. Gamzatov sinh năm 1923, mất năm 2003. Ông là một nhà thơ người Nga. Thơ ông tràn đầy tình yêu với quê hương, con người và cuộc sống, luôn hướng tới việc xây đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc. Sau khi đã tìm hiểu đôi nét về tác giả, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chung về tác phẩm mà chúng ta sẽ khám phá ngày hôm nay qua phần 2 nhỏ. Trước hết, chúng ta sẽ cùng đọc bài thơ. Các em sẽ đọc bài thơ với giọng to, rõ ràng, trôi chảy, chú ý tốc độ phù hợp. Cô sẽ đọc mẫu một lần. Trái đất. Trái đất có bọn xem người là quả dưa, họ bổ cắn người thành muôn mảnh nhỏ. Lũ khác nhìn người như quả bóng trên sân, để giành giật họ lao vào đá đá. Trái đất với tôi chẳng là dưa là bóng, với tôi người khuôn mặt thân thương.
nước mắt người tôi lau xin đừng khóc nữa, rửa sạch máu cho người đây, tôi hát dịu dàng. Các em thân mến, bài thơ này được viết theo thể thơ tự do. Bài thơ được viết năm 1987 bằng tiếng Ava. Để tiện cho việc phân tích, chúng ta sẽ tiến hành phân chia bố cục của bài thơ làm hai phần. Phần 1 tương ứng với khổ thơ thứ nhất, thái độ của tác giả đối với những kẻ hủy hoại trái đất, và phần số 2 tương ứng với khổ thơ thứ hai, thái độ và cách ứng xử của tác giả đối với trái đất. Thông qua bài thơ Trái đất, Gam Gia Tốp muốn gửi gắm tới chúng ta những thông điệp và những nội dung gì? Trả lời những câu hỏi trên, cô trò chúng ta sẽ bước vào nội dung số 2 ở phần khám phá văn bản. Các em thân mến, để thực hiện nhiệm vụ học tập này, các em sẽ hoàn thành cho cô hai phiếu học tập sau đây. Trước hết là phiếu học tập số 1. Nhóm 1 và nhóm 2 sẽ hoàn thành giúp cô phiếu học tập số 1 trong thời gian 5 phút. Nhiệm vụ của các em là hãy chỉ ra cách hành xử của những kẻ hủy hoại đối với trái đất, chỉ ra điểm chung của những hành động ấy, nhận xét về nghệ thuật và thái độ của tác giả. Nhóm 3 và nhóm 4 sẽ hoàn thành cho cô phiếu học tập số 2 trong thời gian 5 phút. Nhiệm vụ của các em đó là chỉ ra trong hình dung của tác giả trái đất hiện ra như thế nào, Gam Gia Tốp có cách xưng hô và đối xử với trái đất ra sao. Từ đó hãy nhận xét về nghệ thuật và thái độ của tác giả. Sau khi hoàn thành các phiếu học tập, các em hãy cùng cô đối chiếu nhé. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu khổ thơ thứ nhất, thái độ của nhà thơ đối với những kẻ hủy hoại trái đất. Mở đầu bài thơ, tác giả viết: Trái đất có bọn xem người là quả dưa, họ bổ cắn người thành muôn mảnh nhỏ, lũ khác nhìn người như quả bóng trên sân, để giành giật họ lao vào đá đá. Các em thân mến, mở đầu bài thơ là hai tiếng trái đất cất lên như lời gọi vừa da diết yêu thương, vừa xót xa ngậm ngùi. Bởi ngay sau lời gọi ấy là cách những người xấu, những bọn, lũ đối xử với trái đất. Những người xấu ấy coi trái đất như quả dưa, quả bóng, để chúng mặc sức bổ, cắn, lao vào, giành giật, đá, đấu. Ở đây chúng ta thấy được cách biểu đạt ngắn gọn, xúc tích giàu hình ảnh, kết hợp với nghệ thuật so sánh, các động từ mạnh. Gam Gia Tốp gọi những kẻ hủy hoại trái đất là lũ, kẻ, bọn. Từ đó có thể thấy được rằng sự sống của loài người là do trái đất mang lại, nhưng không ít kẻ độc ác đã coi trái đất như quả dưa, quả bóng, những vật vô tri vô giác không biết đau, không biết tổn thương, rồi từ đó mặc sức hủy hoại nó bằng những hành động thô bạo và bất chấp. 4. Câu thơ cất lên như tiếng nói đanh thép thể hiện thái độ bất bình, phẫn nộ, lên án của tác giả đối với những kẻ hành xử phi nhân bản và hủy hoại trái đất. Các em thân mến, thực tế cho thấy từ những hành động ở tầm vĩ mô như gây chiến tranh, trút xuống trái đất nào là bom nguyên tử, chất độc hóa học, đến những hành động chặt phá rừng, xâm phạm môi trường biển, thải độc ra không khí, và những hành động tưởng chừng nhỏ bé chẳng đáng để bận tâm như vứt rác, xả rác bừa bãi, đều khiến cho trái đất của chúng ta đang từng ngày từng giờ bị hủy hoại. Những cánh rừng cháy, những đồi trọc, những xác cá chết dạt tràn bờ,
những sông ngòi đen ngòm hóa chất, những vùng trời bụi khói mù mịt là hậu quả của biết bao hành vi độc ác mà bọn người xấu đã đối xử với trái đất. Ngôn ngữ thơ là ngôn ngữ nghệ thuật, có tính truyền cảm đặc biệt. Lời thơ gam ra tốt như truyền đến người đọc cảm giác xót xa trước những gì trái đất đang phải gồng mình gánh chịu, đồng thời khiến người đọc như cùng căm phẫn, khinh bỉ đối với những kẻ hủy hoại trái đất. Nếu những kẻ hủy hoại trái đất có những hành vi bất chấp, phi nhân bản đối với trái đất, thì tác giả Gam Gia Tốp lại có thái độ và cách ứng xử với trái đất ra sao? Trả lời câu hỏi trên, cô trò chúng ta sẽ bước vào mục số 2. Hai nhỏ thái độ của nhà thơ đối với trái đất. Mở đầu khổ 2, tác giả viết: Trái đất với tôi chẳng là xưa là bóng, với tôi người khuôn mặt thân thương, nước mắt người tôi lau xin đừng khóc nữa, rửa sạch máu cho người đây tôi hát dịu dàng. Ở khổ thơ thứ hai, tình cảm của tác giả đã được bộc lộ ngay trong cách gọi trái đất là người ở dòng thơ đầu tiên. Đối với ông, trái đất không phải là một cái gì xa xôi rộng lớn hay trừu tượng, mà trái đất là bạn, là người, một người đặc biệt để tôn kính, trân trọng. Kẻ có cái nhìn hẹp hòi, nông cạn, ích kỷ có thể coi trái đất là dưa, là bóng, một cách coi thường, nhưng nhà thơ lại coi trái đất là khuôn mặt thân thương. Với ông, trái đất không phải vật vô tri vô giác, trái đất cũng có biểu cảm thân thương như con người. Vì vậy, trái đất cũng biết đau biết khóc khi bị tổn thương đầu độc, và nhà thơ đã nhìn thấy nỗi đau ấy của trái đất qua hình ảnh nước mắt và máu. Trong khổ thơ thứ hai này, tác giả đã xưng hô với trái đất là người. Cách xưng hô ấy thể hiện thái độ trân trọng của ông dành cho trái đất. Góp sức mình nhỏ bé vào hành động chung tay của nhân loại yêu màu xanh trái đất, nhà thơ đã có những hành động nhân văn đối với trái đất của mình. Đó là lau nước mắt, rửa sạch máu, hát dịu dàng. Như vậy, ở khổ thơ này có hình ảnh nước mắt và máu. Nước mắt và máu chính là hình ảnh tượng trưng cho những đau đớn tổn thương mà trái đất phải gánh chịu, là tiếng kêu cứu của trái đất. Ở đây chúng ta thấy được rằng tác giả Gam Gia Tốp đã sử dụng rất thành công nghệ thuật ẩn dụ. Những hình ảnh ẩn dụ này có sức truyền cảm hơn bất cứ những con số, những bài báo cáo cụ thể về ô nhiễm môi trường nào. Qua cách nói ẩn dụ ấy, ta nhận ra thái độ thương xót vỗ về những tổn thương đau đớn mà trái đất đang gánh chịu, và thái độ ấy cũng đồng thời nói lên tình yêu trái đất thiết tha của tác giả. Các em thân mến, như vậy sau khi tìm hiểu nội dung của hai khổ thơ này, rõ ràng chúng ta thấy được sự đối lập giữa hai khổ thơ. Chính sự đối lập ấy đã phản ánh cách cư xử của loài người với chính hành tinh nơi mình đang sinh sống. Thực tế cho thấy, một khi trái đất bị tổn thương thì sự sống của loài người cũng bị đe dọa. Tổn thương khi bị dồn đến đỉnh điểm sẽ biến thành động đất, sóng thần, bão lũ, nuốt chửng sự sống bé nhỏ của con người. Thiên nhiên chỉ hiền hòa khi con người đối xử hiền hòa thân thiện với thiên nhiên mà thôi. Sự ra đời của bài thơ này chính là một trong những hành động đầy nhân văn ấy. Nhà thơ đã dùng tiếng nói của nghệ thuật để cảm hóa con người, lay gọi thức tỉnh nơi sâu thẳm trong con người, lòng trắc ẩn với trái đất thân thương. Các em thân mến, qua bài thơ này, tác giả Gam Gia Tốp muốn cảnh tỉnh cho những kẻ đang vô tâm, độc ác, hủy hoại môi trường sống, đồng thời gửi gắm tới chúng ta một thông điệp vô cùng sâu sắc. Trái đất đang từng ngày từng giờ bị tổn thương vì những hành động bất chấp và vô ý thức của con người. Chính vì vậy,
Hãy chung tay bảo vệ môi trường trái đất bằng những hành động thiết thực. Hãy đối xử thân thiện với trái đất. Trái đất sẽ mãi xanh và sự sống nhân loại sẽ mãi trường tồn. Các em thân mến, sau khi tìm hiểu những thông điệp mà tác giả Gam Gia Tốt gửi gắm tới độc giả trong bài thơ ngày hôm nay, tiếp theo bài học, cô mời các em cùng bước vào nội dung thứ 3. Chúng ta sẽ cùng khái quát lại những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Thứ nhất về nội dung. Bài thơ nói về cách hình dung và thái độ cư xử với trái đất của con người. Nhắn nhủ con người cần nhìn nhận, cư xử với trái đất như những người bạn. Về nghệ thuật, tác giả thành công ở việc sử dụng nghệ thuật so sánh nhân hóa, giọng điệu cảm thông, thương xót, ngôn ngữ giản dị mà thấm thía sâu sắc. Sự đối lập giữa hai cổ thơ đã làm nổi bật chủ đề và nói lên thông điệp của tác giả. Để giúp các em củng cố những kiến thức mà mình đã được học ở trong phần hình thành kiến thức, chúng ta sẽ cùng bước vào phần luyện tập. Các em hãy hoàn thành cho cô 5 câu hỏi trắc nghiệm sau. Câu thứ nhất, tác giả Gam Gia Tốt sinh năm bao nhiêu? Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D. Câu hỏi số 2, văn bản trái đất viết bằng ngôn ngữ nào? Đáp án chính xác của câu hỏi số 2 đó là đáp án C. Câu hỏi số 3, tác giả bài thơ trái đất là người nước nào? Đáp án chính xác của câu hỏi này cũng là đáp án C. Câu hỏi số 4. Câu thơ lũ khách nhìn người như quả bóng trên sân sử dụng biện pháp tu từ gì? Ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ so sánh, đáp án C. Câu hỏi số 5, đâu là năm sáng tác của văn bản trái đất? Đáp án chính xác của câu hỏi này là đáp án D. Các em thân mến, nhằm giúp các em vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những tình huống thực tế trong đời sống hàng ngày. Hay trong những tác phẩm khác, cô và các em cùng bước vào nội dung ở phần vận dụng. Thứ nhất, hãy tìm ra điểm chung về mặt nội dung giữa bài thơ của Gam Gia Tốt với hai văn bản Trái đất kế nôi của sự sống và các loài chung sống với nhau như thế nào. Các em thân mến, điểm chung về nội dung của hai văn bản này đó là sự lo lắng, xót xa, ưu tư về tình trạng hiện thời của trái đất, đều khẳng định sự cần thiết của việc chung tay bảo vệ sự sống trên trái đất. Thứ hai, cùng đưa ra thông điệp giống nhiều văn bản khác, nhưng bài thơ Trái đất của Rasul Gam Gia Tốt vẫn có sự độc đáo, sức hấp dẫn riêng. Theo em, những gì đã tạo nên sự độc đáo, sức hấp dẫn riêng ấy? Thứ nhất, hình tượng độc đáo, tình cảm sâu sắc liên tưởng, so sánh bất ngờ và ý nghĩa triết lý thâm trầm. Thứ hai, bài thơ của Gam Gia Tốt còn hấp dẫn vì cách tác giả trò chuyện với trái đất như một người bạn thân thiết, cụ thể đang đứng đối diện. Các em thân mến,
tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Về nhà, các em hãy hoàn thành những bài tập theo yêu cầu của cô và soạn bài mới tiếp theo. Chúc các em học tốt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.